Thưa quý vị và các bạn, di cư luôn là vấn đề nan giải của EU khi hàng triệu người từ nhiều quốc gia, chủ yếu tại Trung Đông, Châu Phi, Châu Á, vẫn bất chấp nguy hiểm khi quyết định rời bỏ quê hương đi tìm miền đất mới. Liên quan tới vụ việc cảnh sát Iceland phát hiện 14 người di cư trong một xe tải đông lạnh tại cảng Rosla, Europos vào sáng sớm mùng 8 tháng 1 theo giờ địa phương, trong đó có người nghi là công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin thì đại sứ quán và văn phòng lãnh sự danh dự tại Dublin, Iceland đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Iceland và cảnh sát Dublin đề nghị phối hợp cung cấp thông tin để xác minh nhân thân công dân trong xe tải đông lạnh ở Iceland để có biện pháp bảo hộ công dân. Theo thông tin từ đại sứ quán nhận được từ cảnh sát điều tra vụ việc, trong số những người này nghi có 3 công dân Việt Nam. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Iceland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và văn phòng lãnh sự danh dự đang phối hợp với cảnh sát Dublin kiểm tra danh tính và đảm bảo những người này được đối xử nhân đạo và đúng pháp luật. Đại sứ quán cũng đang chờ thông tin từ cảnh sát về địa điểm cụ thể để đến thăm lãnh sự. Theo cảnh sát Dublin, những người này đều trong tình trạng khỏe mạnh. Trước đó, vào ngày 10 tháng 1, thì cảnh sát Iceland đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó có 3 người Việt Nam, được tìm thấy bên trong một container đông lạnh ở cảng Rosla vào 8 tháng 1. Họ bị cảnh sát giữ lại và buộc phải rời khỏi chiếc phà khởi hành từ Zeebrugge ở Bỉ. 14 người di cư lậu gồm 9 đàn ông, 3 phụ nữ, 2 bé gái đều có sức khỏe tốt sau khi họ được kiểm tra y tế. Quốc tịch của những người nhập cư lậu này chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, một nguồn tin chính thống đưa tin hầu hết những người này đều là những người di cư, đều là những người quốc đến từ Iran và Iraq. Ngoài ra, có 3 người đến từ Việt Nam và 1 người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảng biển Rosslea là nơi vận chuyển và tiếp nhận hành khách cũng như hàng hóa từ Anh và châu Âu, với các kết nối đến Pháp và Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Iceland Eamon Rian cho biết là ông cảm thấy nhẹ nhõm khi những người di cư được an toàn sau khi trải qua hơn 24 giờ trong container đông lạnh. Thủ tướng Leo Varadkar của Iceland cho biết sẽ xem xét xử lý mọi đơn xin tị nạn tiềm năng nhanh nhất có thể, đồng thời khẳng định rằng phản ứng đầu tiên của đất nước là luôn phản ứng nhân đạo. Chiều 11 tháng 1, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, thì Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Iceland, kiêm nhiệm Iceland, liên hệ các cơ quan chức năng sở tại, phối hợp tìm hiểu thông tin và theo sát tiến trình điều tra vụ việc. Thưa quý vị, cách đây cũng không lâu, vào cuối tháng 9 năm 2023, cảnh sát Pháp đã giải cứu 6 người phụ nữ di cư trong thùng xe tải chở thực phẩm đông lạnh sau khi họ nhắn tin cầu cứu cho một phóng viên. Theo nguồn tin BBC cho biết là 4 phụ nữ trong nhóm này được xác định là người Việt Nam. Theo Guardian, trong ngày 27 tháng 9, cảnh sát Pháp đã giải cứu 6 người phụ nữ gồm 4 người Việt và 2 người Iraq trong một thùng xe tải đông lạnh chật hẹp chở đầy chuối tại cao tốc E15 phía bắc thành phố Lyon. Nhóm phụ nữ lên xe tải để đến Anh nhưng đã phát tín hiệu cầu cứu khi phát hiện chiếc xe tải hướng về Italia. Một công tố viên ở phía bắc thành phố Lyon, miền đông Pháp cho biết nhóm phụ nữ lên thùng xe tải với biển số Ireland với hy vọng đến được Anh hoặc Ireland. Tuy nhiên, xe này chỉ chở hàng đến Dunkerque, Pháp, sau đó hướng về Italia. Sau khi kiểm tra vị trí trên bản đồ bằng điện thoại và phát hiện xe tải đi hướng ngược lại, nhóm phụ nữ hoảng loạn. Một người trong nhóm có số điện thoại của phóng viên BBC ở London và đã gửi tin nhắn cầu cứu vào khoảng giữa ngày 27 tháng 9. Người này cho biết ở đây rất lạnh và gió điều hòa thổi liên tục. Cô mô tả cửa thùng đông lạnh đã bị cài chặt bằng một chốt kim loại. Cô còn gửi kèm 2 video ngắn, trong đó có tiếng nói tôi không thở được. Người phụ nữ cầu cứu đã chia sẻ GPS giúp phóng viên xác định xe tải khi đó đang ở cao tốc E15. Phóng viên BBC liên hệ đồng nghiệp và giới chức Pháp nhờ hỗ trợ. Tài xế xe tải cũng nghi ngờ có người trong thùng đông lạnh. Do nghe thấy âm thanh như tiếng người, tài xế chủ động dừng xe và báo tin cho cảnh sát. Giới chức giải cứu nhóm phụ nữ sau khi họ phải ngồi hơn 10 giờ trong thùng xe tải. Thùng đông lạnh có nhiệt độ 6 độ C khi được mở ra. Sức khỏe 6 phụ nữ bên trong đều ổn định. Pháp sau đó yêu cầu 4 người phải rời nước này trong vòng 30 ngày. 2 người còn lại được phép ở lại chờ xin tị nạn nhưng không nêu cụ thể. Giới chức Pháp mở cuộc điều tra do nghi ngờ có hành vi buôn người. Tài xế đã bị tạm giữ để điều tra nhưng các công tố viên cho hay người này không bị nghi phạm tội. Theo Evening Standard, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư mong muốn cuộc sống tốt hơn tìm cách nhập cư trái phép từ miền Bắc Pháp đến Anh. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp.
Thưa quý vị, sau hai vụ việc trên chắc chắn đều khiến chúng ta nhớ lại thảm kịch 39 thi thể người Việt Nam đã được phát hiện trong xe container tại Anh vào năm 2019. Dù đã 4 năm vụ việc đau thương này qua đi, nhưng dường như đây vẫn được xem là một thảm kịch nhức nhối và gây chấn động dư luận mỗi khi được nhắc lại. Thời điểm nó xảy ra đã khiến cả thế giới bàng hoàng, thưa quý vị, khi mà những chiếc xe tải chở người trốn bên trong container qua mặt các lực lượng chức năng khi xuất phát từ các nước châu Âu và đến Anh. Sự việc đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về các chính sách nhập cư của toàn châu Âu. Theo tờ Guardian, vào hồi 1 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, cơ quan cứu thương hạt Essex nằm ở đông bắc London, Anh đã nhận được một cuộc gọi về việc phát hiện thi thể người trong xe container. Khi các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, họ tìm thấy 38 người lớn và một thiếu niên đã tử vong trong thùng xe. Một nhân viên cứu hộ cho biết phần lớn nạn nhân ở trong trạng thái trần truồng và sùi bọt mép. Tài xế Mark Robinson là người tiếp nhận container từ cảng Purfleet và dường như không biết trên xe chở gì. Sau khi đi vào lãnh thổ Anh khoảng 70 phút, Robinson đã gọi cấp cứu vì phát hiện thi thể trong thùng xe. Tài xế này sau đó bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra. Cảnh sát hạt Essex sau đó đã dùng hệ thống định vị GPS để xác định đường đi của container. Thùng container đã đi từ cảng Dublin, Ireland để tới Bỉ, rồi từ Bỉ tới cảng Purfleet của Anh. Trong quá trình này, thùng xe đã đi qua các thành phố Dunkerque của Pháp và Bruges của Bỉ. Dunkerque là một địa phương nổi tiếng về tình trạng buôn người. Ban đầu cảnh sát cho rằng toàn bộ 39 nạn nhân trong container đều đến từ Trung Quốc, nhưng sau khi điều tra cụ thể, cơ quan chức năng đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để xác minh quốc tịch của các nạn nhân. Tới ngày 7 tháng 11 năm 2019, tất cả các nạn nhân đều được xác định là người Việt có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Tòa hình sự Trung ương London đã tổ chức phiên tòa xét xử 4 bị cáo liên quan tới vụ việc. Theo đó, Ronan Hook và Gio Genita được xác định có vai trò chủ mưu, bị tuyên án lần lượt 20 và 27 năm tù. Hai tài xế Eamon Harrison và Mark Robinson bị cáo buộc ngụ sát, nhận mức án tù lần lượt là 18 năm và 13 năm 4 tháng. Theo báo cáo điều tra, 39 nạn nhân người Việt được đưa lên thùng xe ở Pháp và phải nộp hơn 23.000 đô la Mỹ, khoảng 545 triệu đô la Mỹ để vượt biên sang Anh. Toàn bộ nạn nhân sau đó tử vong vì thiếu oxy và sốc nhiệt trong không gian hẹp. Tháng 5 năm 2020, hơn 20 nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức. Những đối tượng này đã phải chịu mức án từ 18 tháng đến 15 năm tù. Tại Việt Nam vào tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 7 bị cáo, bao gồm 6 nam 1 nữ, từ 1 năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo buộc về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo đại diện của Cao ủy chống nạn nô lệ độc lập, các đường dây buôn người thường dụ dỗ nạn nhân người Việt bằng viễn cảnh việc nhẹ lương cao tại châu Âu. Số tiền mà các nạn nhân phải chi ra cho các đường dây này dao động từ 10.000 cho đến 40.000 đô la Mỹ. Những kẻ buôn người hứa hẹn chi phí bỏ ra càng nhiều thì quãng đường sẽ ngắn và ít nguy hiểm hơn. Rất nhiều nạn nhân thậm chí đã vay nặng lãi để được ra nước ngoài, nhưng do là lao động bất hợp pháp, họ bị hạn chế cơ hội việc làm và đối diện nguy cơ bị chính phủ Anh trục xuất bất cứ lúc nào. Ở lục địa già, sử dụng người nhập cư là một cách để mở rộng thị trường lao động. Với chi phí thấp hơn so với thuê lực lượng lao động bản địa, tỷ lệ sinh ở châu Âu cũng đang ở mức thấp. Các quốc gia này cần người nhập cư nhiều năng lượng, sức trẻ và kỹ năng để làm những việc mà dân bản địa không thể hoặc không muốn làm. Do vậy, ngày càng nhiều người nhập cư đã tìm cách vượt biên vào châu Âu cùng giấc mơ đổi đời. Hệ thống chính sách nhập cư vào châu Âu lại mang tính khắt khe nhất toàn cầu. Con đường nhập cư chính thức vào các nước châu Âu thường phải mất nhiều năm đi kèm với những rào cản phức tạp về pháp lý. Do đó, người di cư buộc phải chọn cách bất hợp pháp. Truyền thông Anh đặt ra một câu hỏi rằng liệu những chính sách nhập cư khắt khe, những hành động tiếp nhận di dân dè dặt và cả những biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ của EU có phải là một phần lý do khiến hàng triệu người chấp nhận dấn thân vào những hành trình dài và nguy hiểm hơn để tự tìm cơ hội đến nơi mà họ coi là vùng đất hứa. Cái chết của 39 người nhập cư trong xe container ở Anh đã cho thấy những rủi ro khủng khiếp mà những người nhập cư lậu phải đối mặt khi đi qua các cảng để đến Anh. Những chiếc xe tải đông lạnh giống như chiếc xe trong vụ việc xảy ra ở Essex có thể được sử dụng để qua mặt hệ thống camera tầm nhiệt nhằm che giấu những người nhập cư bất hợp pháp bên trong. Thưa quý vị, di cư bất hợp pháp vẫn luôn là một vấn nạn dai dẳng và nhức nhối, chưa có hồi kết. Dù việc di cư trái phép là đi ngược lại luật pháp quốc tế và có nguy cơ đặt ra tiền lệ đáng lo ngại. Thế nhưng chỉ tính riêng trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, thì con số người di cư bất hợp pháp vào châu Âu ngày càng gia tăng kỷ lục. Vào thời điểm từ năm 2014 đến năm 2015, thì châu Âu được coi là đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có trong lịch sử và nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Và cho tới nay thì nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa kết thúc. Với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn,
những người di cư đã phải đi bộ băng qua sa mạc hay trên những chiếc xe tải buôn lậu chật chội hoặc bắt đầu những chuyến vượt biên đầy nguy hiểm đến tính mạng. Sự tuyệt vọng, sợ hãi của những con người khốn cùng ấy bị những kẻ buôn người và buôn lậu lợi dụng, vẽ lên những hình ảnh đẹp đẽ phi thực tế. Và tốt đẹp thì chưa thấy đâu, nhưng đã phải đối mặt với cái giá quá đắt là phải trả bằng cả tính mạng. Chắc chắn việc giải quyết tận gốc vấn đề khủng hoảng nhập cư của châu Âu là rất quan trọng và thậm chí mang tính quyết định. Nhưng để có thể giải được bài toán hóc búa này thì EU sẽ cần ý chí, nguồn lực và một chính sách đối ngoại chung. Mở thời điểm hiện tại, mục tiêu đó có vẻ rất khó đạt được. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.